Rồi bây giờ sẽ là màn giao lưu giữa bộ môn taekwondo với môn Vũ Nam của bạn Cường sẽ giao lưu với môn Vũ Nam. Hôm nay là Cường đang sinh hoạt ở đơn vị là Gia Lai xuống chơi và tham gia giao lưu và thầy cũng đã đồng ý chúng ta bắt đầu giao lưu. Giao lưu trên tinh thần là thượng võ, giao lưu và cọ sát môn võ với nhau. Về nội dung tính điểm như sau: trúng giáp bụng, phần đá giáp bụng là 2 điểm, đá giáp đầu là 3 điểm, đấm đầu 1 điểm, cứ đấm trúng đầu là 1 điểm nha. Hà knock out đo quán là thua. Nhưng mà chúng ta trên tinh thần là giao lưu thôi, nhì lực lại một chút, mình sẽ phô dưỡng kỹ thuật và chúng ta thi đấu thôi. Rồi. Nghiêm. Chào. Rồi, thủ. Rồi, đấu nhiệt tình. Rồi, chạm găng. Rồi, đấu. Kẹp rồi. Tốt. Tốt. Kẹp rồi. Come on. Như lại. Tiếp tục, đấu. Kẹp rồi. Đánh giãn ra, chúng ta đừng dí vào tường nha. Chuẩn bị. Đấu. Kẹp rồi. Rồi. Tiếp tục. Kẹp rồi. Thường bỏ nha, nhị lực thôi nha. Nãy giờ đánh hơi mạnh đấy. Đấu. Kẹp rồi. Dừng. Tiếp tục. Rồi. Đánh. Dừng. Kép đòn kẹp nhưng mà không thành công. Cẩn thận đòn tay của anh Cường nha. Tay anh Cường lực lắm á. Đánh. Dừng. Đánh. Tốt, dừng. Sao? Sao hả? Sao? Thủ vô luôn, thủ vô. Chừng nào thấy cứ dừng thì dừng, còn các bạn cứ đấu. Chú ý nha. Đấu. Dừng. Không có xoay lưng bỏ chạy. Xoay lưng bỏ chạy là anh đánh á. Chưa? Xí thì kéo lại. Đấu. Dừng. Đấu. Dừng. Các bạn đấu lực quá. Đấu. Dừng. Kiệt không có quay gót vậy nha. Quay gót là múc chết đó. Thủ hít thở đều. Đấu. Em xét cho lui mấy vậy? Được qua đây. Lui mấy vậy? Đấu. 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 Chiến thuật nào? Ra xa. Cái vô ngoài lên. Dừng. Rồi tốt, chúng ta vỗ tay nè. Vỗ tay cho hai bạn nè. Rồi, bây giờ thêm 10 nhịp cuối cùng, 10 giây cuối cùng nha. Để các bạn đánh nè. Giao lưu. Đánh. Dừng. Rồi được rồi. Rồi hai bạn đánh rất là tích cực. Thôi chúng ta giao lưu tới đây thôi, vỗ tay. Không thắng không thua nha. Thôi. Rồi nghiêm. Chào. Rồi. Được, theo gan.